Skin đắt bậc nhất liên quân. Không phải Theonat, mà cũng không phải Nakroth, và cũng chẳng phải là Violet. Cả ba trang phục vệ thần này đều không phải, mặc dù đắt thật đấy, nhưng không thể bằng trang phục này được. Lộn không phải là Wiro mà là trang phục pháo hoa neon của Violet lúc mới ra mắt. Nếu ai có ý định muốn sở hữu trang phục này thì phải mất đến từ 3 đến 10 triệu Việt Nam đồng. 3 triệu là cho người cực kỳ may mắn. Xin nhấn mạnh lại cho mọi người phải cực kỳ may mắn. Còn đến 10 triệu thì nhân phẩm của họ phải gọi là thượng thừa. Video sau mình sẽ test trang phục Violet pháo hoa neon này, xem tại sao lại đắt ở thời điểm đó như vậy nha.